đường dây sản xuất, tiêu thụ xăng giả khủng được phát hiện như thế nào. Tại buổi họp báo, thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả, Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, xuất phát từ việc nhiều phương tiện xe bốc cháy và qua công tác trinh sát, Công an tỉnh phát hiện 3 cửa hàng xăng dầu ở Đắk Nông buôn bán xăng giả. Đây cũng chính là đầu mối để Công an tiến hành điều tra ban đầu và mở rộng vụ án. Theo đó, ngày 13-14 tháng 3, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả là xăng dầu. Quá trình điều tra, Công an địa phương này xác định đường dây sản xuất, mua bán xăng giả hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố, với thủ đoạn rất tinh vi. Công an tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ trưởng Công an, xin ý kiến chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban chuyên án bí mật số 018SM do Thứ trưởng Lê Quý Vương làm trưởng ban chỉ đạo, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông làm phó ban. Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin thêm, vụ án có sự tham gia của 200 cán bộ chiến sĩ của Bộ Công an tỉnh Đắk Nông cùng Công an một số tỉnh thành khác. Việc bố trí trinh sát đến 5 điểm sản xuất xăng giả gặp nhiều khó khăn, vì địa bàn xa, miền sông nước. Ngay khi thành lập chuyên án, lực lượng Công an đã đặt quyết tâm phải bắt, được quả tang các đối tượng có hành vi làm xăng giả, nên phải cử cán bộ chiến sĩ mật phục, cải trang để thu thập bằng chứng. Ví dụ như công ty của Trịnh Sướng, hành vi làm xăng giả được tiến hành ngay trên một con tàu biển. Đối với công ty này, chúng tôi phải thuê tàu thuyền, cano của người dân vùng biển để tiếp cận tàu chở xăng của các đối tượng. Vì sự việc diễn ra ở các tỉnh miền Tây nên các trinh sát của chúng tôi cũng phải là người nói giọng miền Tây. Đôi khi chúng tôi cũng bị lộ danh tính, ngay lập tức chúng tôi phải thay đổi ngay phương án, tính toán lại, ông Quy cho biết. Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin thêm, hành vi của các đối tượng rất tinh vi và thủ đoạn. Chúng liên tục thay đổi phương thức, địa điểm, cách thức pha chế để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, chính vì thế lực lượng trinh sát của công an phải tìm mọi cách để tiếp cận. Chúng liên tục thay đổi để gây khó khăn cho quá trình điều tra. Ban đầu chúng trực tiếp đưa các nguyên liệu đến tận các cửa hàng xăng dầu để trực tiếp pha trộn. Sau khi một số địa phương phát hiện xăng giả, thì chúng pha ngay tại kho chứa. Tại kho chứa của hai đối tượng tại quận 9 và quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chúng không hề để biển hiệu, thông tin gì nhưng lại là nơi chứa số lượng lớn các nguyên liệu để pha. Việc pha, bơm các loại dung môi diễn ra rất nhanh. Chúng canh gác rất cẩn thận, người lạ không thể tiếp cận được. Chúng tôi phải theo dõi rất lâu, chọn đúng thời điểm đang pha chế để ập vào bắt quả tang, ông Quy trả lời báo chí. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, đây không phải là sự việc chỉ liên quan đến Trịnh Sướng, mà rất nhiều công ty, doanh nghiệp cung ứng xăng dầu lớn khác. Quá trình làm rõ cho thấy, nhiều công ty, doanh nghiệp này đã thực hiện hành vi xuất xăng giả ra nhiều tỉnh thành phố để tiêu thụ. Sự việc sẽ tiếp tục được làm sáng tỏ trong thời gian tới đây. Thực tế đã xảy ra cháy nổ rất nhiều phương tiện, và đây có thể một trong số nguyên nhân cháy nổ và đang xem xét từng vụ việc. Hiện nay Công an tỉnh Đắk Nông đã báo cáo với Bộ Công an thông báo cho Công an trên toàn quốc rà soát lại xem các phương tiện cháy nổ trong 3 năm gần đây để làm rõ có phải do xăng giả hay không. Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự các bị can gồm Hồ Văn Hùng sinh năm 1995, Đắk Nông, Phạm Hồng Quang sinh năm 1980, Đắk Nông, Nguyễn Quang Thuận sinh năm 1984, Đồng Nai, Nguyễn Văn Hướng sinh năm 1970, Đắk Nông, Nguyễn Mạnh Tiến sinh năm 1975, Đồng Nai, Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1984, Đắk Nông, Nguyễn Thị Kim Loan sinh năm 1985, Đồng Nai, Hoàng Thụy Minh Việt sinh năm 1976, Đồng Nai, Hồ Thị Nhẫn sinh năm 1993, Đắk Nông. Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 5 tháng 6 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Trịnh Sướng sinh năm 1967, Sóc Trăng, Ngô Dương Anh Tuấn sinh năm 1983, Sóc Trăng, Trương Văn Thuận sinh năm 1984, thành phố Cần Thơ, Trần Văn Phước sinh năm 1981, thành phố Cần Thơ, Nguyễn Thành Trung sinh năm 1979, tỉnh Sóc Trăng, Đinh Chí Dũng sinh năm 1969, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh Tân sinh năm 1993, An Giang, Vũ Xuân Ngọc sinh năm 1995, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nguyễn Lê Minh Hưng,
sinh năm 1972, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn Tâm, sinh năm 1994, Hậu Giang, Lê Sướng Anh, sinh năm 1995, tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Ngọc Quan, sinh năm 1970, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Châu Phước Hưng, sinh năm 1984, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Minh Quân sinh năm 1983, thành phố Hồ Chí Minh, Dương Phong. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.